biển số che hết trơn rồi. Hôm nay nặng bao nhiêu rồi em? Dạ, những bạn này thì nặng từ 1.4 đến 1.5 kg. Tuy nhiên khi trưởng thành thì những bạn này có thể đạt đến cân nặng 3.5 kg. Những bạn này chỉ là baby nè. Khi trưởng thành thì những bạn này có thể cao đến 1.9 m, dài 3 m và sự tự trọng có thể dài đến 9 tấn. Bạn này là bạn tê giác trắng. Tê giác trắng, một trong 5 loài còn sót lại trên thế giới. Mỗi ngày những bạn tê giác này có một sở thích, đó chính là tập phun. Bởi vì lớp da của tê giác rất dày, dày đến 5 cm. Vì thế là chúng cần phải tập phun để làm mát cơ thể. Ngoài ra thì lớp bùn còn giúp cho chúng tránh được những loài vô trùng cắn nuốt cũng như là những ký sinh trùng bám sinh trên cơ thể của chúng. Chị Phương. Đặc biệt những bạn tê giác này còn được mệnh danh là anh chàng lính cứu hỏa. Và khi chúng ta đi trong rừng, chúng ta đốt lửa thì bạn này sẽ chạy ra mình với chúng ta dập.